Hi, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trang và mình là sinh viên năm 2 của Đại học EDX. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về chuẩn bị bài tập của bộ môn kế toán doanh nghiệp. Thì ở đây với cái chủ đề chuẩn bị của bọn mình, đó là mình sẽ chuẩn bị trước những cái thông tin mà các nhóm sẽ thuyết trình trong buổi học kế toán doanh nghiệp tới. Thì hôm nay ở đây là nhóm 1 đầu tiên, là nhóm của chị Phương và Hương Lan sẽ cùng nhau thuyết trình về chủ đề bao gồm đó là tên doanh nghiệp, những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp bằng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp. Thì mình sẽ chuẩn bị và cũng sẽ giới thiệu qua về thông tin này. Thì đầu tiên thì tên doanh nghiệp là gì? Thì ở đây chúng ta có thể hiểu đó là tên doanh nghiệp, đó là một cái tên được ghi trong cái giấy phép kinh doanh và được gắn tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Và nó một cách dễ hiểu thì nó sẽ để phân biệt giữa doanh nghiệp này với cái doanh nghiệp khác. Và những điều cấm đặt tên trong doanh nghiệp, tức là những điều cấm mà chúng ta đặt tên trong doanh nghiệp ở đây thì là bao gồm, đó là những việc như là trùng tên thì chúng ta không thể nào đặt tên doanh nghiệp giống với tương tự quá mức với một doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Thứ hai là những cái tên doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật, giống như là không được sử dụng các từ ngữ không phù hợp, khiêu dâm và bao gồm xúc phạm hoặc là bất hợp pháp. Cái thứ ba nữa đó là nhầm lẫn với cái thương hiệu khác. Cái thứ tư đó là về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bạn có thể hiểu là khi mà một người họ đã đặt tên doanh nghiệp, tức là họ sẽ mua bản quyền trí tuệ về cái tên doanh nghiệp đấy, thì mình không được phép lấy cái tên như vậy. Các bạn có thể thấy đó là có nhiều nghệ sĩ như là Linh Ka hay Sơn Tùng MTV chẳng hạn, thì họ đã có thể là họ đã đăng ký tới cục sở hữu trí tuệ về cái tên nghệ danh đấy của mình, và người khác sẽ không được lấy cái tên nghệ danh đấy nữa. Và nếu như họ sử dụng thì họ đang vi phạm về cái bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đấy là ví dụ về cái việc như ở thể hiện ở cái chỗ đó là tên này, logo hoặc là biểu trưng, biểu tượng họ đã sử dụng, hoặc là tên gây nhầm lẫn hoặc gian dối, tức là cái tên này nó không bao gồm việc sử dụng tên các thương hiệu nổi tiếng hoặc đã tồn tại trong kinh doanh tương tự, hoặc là một cái tên doanh nghiệp mà nó liên quan đến cái hoạt động bất hợp pháp, như là bạn không thể là tên doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như là buôn bán ma túy, tội phạm tổ chức hoặc lừa đảo. Vậy thì thông qua những cái mà những điều cấm như vậy thì chúng ta sẽ có quy định gì về việc đặt tên bằng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp? Thì đầu tiên, về đặt tên doanh nghiệp bằng nước ngoài thì chúng ta cần chú ý đó là một số quốc gia sẽ yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tên doanh nghiệp bằng nước ngoài phải tuân thủ một số nguyên tắc và quy định nhất định. Thường sẽ phải cung cấp những cái bản nó rất là chính xác, như là cái bản dịch của tên công ty hoặc xác nhận từ cơ quan chính phủ hoặc nguồn tài liệu chính thức khác. Cái thứ hai nữa đó là về cái tên viết tắt của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp thì sẽ chọn sử dụng tên viết tắt để đại diện cho tên đầy đủ của doanh nghiệp. Quy định về tên viết tắt thì có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của pháp luật, các cơ quan chính phủ, quản lý, quốc gia của từng khu vực. Thông thường thì tên viết tắt của doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các quy tắc về ngôn ngữ, không vi phạm sở hữu trí tuệ và không gây nhầm lẫn đối với các thương hiệu khác. Đấy là mình đã đề cập tới cho các bạn về tên doanh nghiệp bằng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp. Tiếp đến mình sẽ đến với chủ đề của nhóm trong cái buổi tiếp theo, đó là nhóm của anh Thành. Tức là sẽ cùng thuyết trình về cái chủ đề anh đã đề cập tới, đó là công ty cổ phần là gì, ưu và nhược điểm của công ty cổ phần so với công ty trách nhiệm hữu hạn, và cũng như là ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ đề tới cho các bạn về công ty cổ phần là gì. Thì theo như điều quy định tại điều 111 luật doanh nghiệp năm 2020 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp, thì trong đó nó sẽ chia ra được, có nghĩa là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau thì nó có được gọi là cổ phần. Và cổ đông có thể là một tổ chức hoặc một cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Về cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, tức là trong công ty cổ phần khác nhau. Và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 120 và khoản 1 điều 127 của luật này. Về công ty cổ phần thì sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Vậy thì ưu và nhược điểm của công ty cổ phần là gì? Về nhược điểm của công ty cổ phần thì trước hết là nó sẽ có giới hạn về số lượng, nhà tối thiểu phải 3 cổ đông thì mới có thể thành lập được công ty. Và tuy nhiên không giới hạn số lượng tối đa theo cái điều 111 khoản 1 luật doanh nghiệp năm 2020. Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng cổ đông có thể rất là lớn và thậm chí có thể có những người là không quen biết nhau, và sẽ có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích. Đó là một trong những cái nhược điểm của công ty cổ phần.
trừ doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần của công ty cổ phần theo điều 188 khoản 4 luật doanh nghiệp năm 2020 thì bất cứ đối tượng nào đều có thể trở thành cổ đông, đồng thời do yêu cầu công khai thông tin nên vấn đề bảo mật kinh doanh và tài chính của công ty cổ phần bị hạn chế. Việc thành lập công ty cổ phần phức tạp hơn với các loại hình công ty khác do nó ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính và kế toán. Như vậy thì đó là nhược điểm của công ty cổ phần. Vậy về tiếp theo về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì và nó có cái ưu điểm nó là như thế nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn thì có thể hiểu nó lẽ là bao gồm công ty một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên là tổ chức cá nhân. Về công ty trách nhiệm hữu hạn nó sẽ là một thành viên là doanh nghiệp do tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Vậy thì ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn ở đây thì có thể nói rằng nó là chủ đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức, nghĩa là nó sẽ mở rộng đối tượng hơn doanh nghiệp tư nhân. Về chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Có tư pháp, pháp nhân nên chủ đầu tư chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số 4 điều lệ và có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, đó là cái ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn. Về nhược điểm thì khi mà góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu phải làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty, do đó làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ đầu tư và không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu. Vì vậy công ty sẽ không có nhiều vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh có quy mô lớn. Nếu có nhu cầu huy động thêm vốn góp của cá nhân, các tổ chức khác thì sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc nó sẽ trở thành một cái đó là công ty cổ phần. Như vậy là mình cũng đã đề xuất với cho các bạn cũng như là về cái bài tập chuẩn bị này của mình để chúng ta có thể hiểu hơn về nội dung trong buổi học ngày mai của bộ môn kế toán doanh nghiệp. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.